Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong, đến từ Coi68. Cũng phải rất lâu rồi thì mình mới có dịp quay trở lại với DeFi Discussion sau một chuỗi những cái video mà đậm đặc content, đậm đặc về kiến thức mà George đã nói chuyện với những cái vị khách mời của chúng ta. Thì trong ngày hôm nay thì mình và Nguyên đã có dịp được ngồi lại với nhau vào một cái ngày đầu năm. Bọn mình đang nói chuyện với nhau về một khởi đầu mới thôi, nhưng mà cái đó sẽ là phần sau của video này và mình sẽ để Nguyên gửi lời chào đến anh em. Xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong một tập mới, một năm mới của podcast DeFi Discussion. Và trong cái tập podcast này nó sẽ có một sự thay đổi vô cùng đặc biệt. Chắc là có lẽ là nhờ Phong giải thích một xíu về những cái thứ mà bọn mình sẽ nói về trong tập podcast đầu năm tuần này ha. Ok. Thực ra để ngay từ đầu á, thì bọn mình cách đây một tiếng thì bọn mình đã bắt đầu tính đến chuyện nói với nhau về một chủ đề khác, một cái gì đó nó vĩ mô hơn, một cái đó nó lớn hơn để mà các bạn có thể có một cái khởi đầu mới trong năm mới. Nhưng mà đến lúc đấy thì có một cái vấn đề nho nhỏ mà bọn mình mãi không quyết định được, đó là mình thì đang bảo là như các bạn biết đó, đây là số mà bọn mình sẽ đang vào đầu năm. Cái podcast DeFi Discussion lần trước thì bọn mình đang vào ngày cuối cùng của năm cũ, là vào đêm 29 Tết luôn, và nhận được sự gọi là sự ủng hộ rất lớn từ anh em, thì mình xin phép được cảm ơn các bạn vì đã cùng đồng hành với mình trong suốt chặng đường vừa qua. Nhưng mà đến bây giờ thì mình đang định nói với Nguyên là hay là mình làm DeFi Discussion Season 2 F1 đi. Nhưng mà Nguyên lại bảo là không, em muốn là làm F31 cơ. Và bọn mình nói chuyện với nhau rất là lâu về cái chủ đề đấy. Nên là chắc là trong cái số, trong cái nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách mà bọn mình tạo ra content trong một cái ngành mà nó phải nói là khá là khô khan. Nó nặng về tech, nó nặng về công nghệ và nó có nhiều cái định nghĩa khó hiểu. Làm sao để bọn mình duy trì được cái cảm hứng, làm sao để bọn mình tiếp tục làm những cái nội dung mà nó bền bỉ, nó không quá giật gân mà vẫn đưa đến nội dung cho mọi người và giữ cho mọi người hứng thú. Nếu mà các bạn nghe đến cái số podcast này, mình không biết là sẽ là F1 của season 2 hay là F31 nữa, các bạn có thể giúp mình chọn lựa cái đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn nghe đến đây thì có thể các bạn cũng biết là cái kiểu làm của mình nó như thế nào. Thì mình sẽ để Nguyên giải thích là tại sao bọn mình ở đây đến cái số 31 này và tại sao bọn mình sẽ tiếp tục làm cái câu chuyện này dài hơn nữa. Thì ban đầu á, như Phong nói thì bọn mình cũng tính làm một cái topic nó academic, nó khá là học thuật một xíu để anh em có cái gì đó để tìm hiểu trong cái tuần sắp tới. Nhưng mà bọn mình chợt nghĩ ra là cái đầu năm mới thì cái tâm trạng của bọn mình nó cũng kiểu như là nó còn đang muốn nghỉ một xíu để recharge lại năng lượng các thứ. Thì thực ra nếu như mà để cố gắng làm một cái tập nữa thì nó cũng một cái tập nó về academic thì nó cũng rất là, thực ra nó có thể làm được, tại vì bọn mình cũng nói vậy chứ Tết thì bọn mình vẫn follow DeFi thôi, vẫn liên tục cập nhật tin tức thôi, thì làm thì vẫn làm được. Nhưng mà có một cái thứ gì đó mà mình cảm nhận là hình như là đến lúc có một cái thứ gì đó cần thay đổi. Và khi mà bọn mình cảm nhận được cái đó thì nó pop up lên cái idea này thôi. Thì bọn mình sẽ có một tập tạm ngưng nói về những cái kiến thức hoặc là những cái nội dung nó sâu về mặt academic, mà bọn mình sẽ nói nhiều về cái khía cạnh cảm xúc hơn, những cái khó khăn cũng như là những cái gì mà bọn mình đã trải qua trong cái quá trình mà tạo content trong cái chuỗi podcast này. Thực ra thì 31 tập thì nó cũng không phải là quá nhiều so với rất nhiều các cái podcast mà nó được coi là gạo cội, những cái podcast mà nó gọi là đỉnh, những cái podcast nó... Các bạn có thể biết là thần tượng của Nguyên là Joe Rogan đúng không? Ông làm 1000 cái podcast. Đúng rồi, thì khá là khó để mình có thể làm được những cái podcast như vậy, những cái con số như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là bọn mình đặt cái tiêu đề theo những cái con số, đặt cái số tập vào trong cái tập podcast để bọn mình gọi là chạy KPI chỉ tiêu gì cả. Đơn giản gì bọn mình muốn xem là bọn mình sẽ đi đến đâu thôi. Và cái mối quan tâm của bọn mình chỉ là cái tập podcast tiếp theo.
trong cái tuần tiếp theo làm sao để có được những cái nội dung nó hấp dẫn và nó mang lại nhiều giá trị nhất, nó mang lại nhiều cái thông tin hữu ích nhất cho anh em. Thì đó là một trong những cái động lực rất là lớn. Vậy thì ok, đó là phần giới thiệu dài nhất của một tập podcast DeFi Discussion mà bọn mình từng làm tới thời điểm này. Ok, vậy thì để bắt đầu đi thì mình sẽ muốn hỏi Nguyên là một người mà luôn có mặt trong những số podcast DeFi Discussion. Mình thì có thể tập có tập không nhưng mà Nguyên thì luôn có. Thì có thể các bạn sẽ muốn nghe về ba cái được của Nguyên khi bắt đầu vào cái hành trình này. Thì Nguyên cảm thấy là cá nhân Nguyên đã có được những cái gì? Mình nghĩ là sự bền bỉ. Mình không dám nói là cái podcast này nó sẽ kéo dài đến bao lâu. Thì nãy Phong cũng có nói là bọn mình sẽ làm đến khi nào mà mình cảm thấy không còn làm được nữa thì thôi. Thì lúc đó thì bọn mình sẽ dừng lại. Còn đến hiện tại thì mình cảm giác là bản thân mình vẫn cố gắng, vẫn có một cái gì đó gọi là kiểu như internal motivation á, kiểu như là những cái động lực từ bên trong mình để mình tập trung và mình làm cái podcast này. Cái đó là mình nghĩ là cái đầu tiên. Thì do nó là cái sự mình nghĩ là một cái từ nó hay hơn mà mình nghe ở một cái chỗ podcast khác, đó là cái từ cặm cụi. Thì nó phần nào nó giải thích được cái này. Còn cái điều thứ hai thì nó thiên về khía cạnh là góc nhìn nhiều hơn, có cơ hội được trò chuyện với rất nhiều vị khách mời, cũng họ có góc nhìn nó rất là đặc biệt, những thứ mà mình chưa bao giờ từng nghĩ tới khi mà mình nghiên cứu hoặc là mình đọc về một cái dự án hoặc là một cái mạng thị trường nào cả. Thì được, việc được ngồi trò chuyện như vậy nó rất là hữu ích, tại vì cái view của mình nó sẽ được mở rộng rất nhiều, nó không còn là những cái thứ mà mình nhận định nó chủ quan nữa, mà nó sẽ có được những cái sự pha trộn nó đa dạng hơn. Thì cái đó là mình nghĩ là cái thứ hai. Còn cái thứ ba thì mình nghĩ là nó sẽ hơi liên quan đến cá nhân mình, đó là cái kỹ năng để mình luyện nói. Thì mình nghĩ là trong một tập podcast nào đó thì bọn mình từng chia sẻ là cái vibe của podcast nó khá là phù hợp với những người introvert như mình. Thì cái việc mà thực hiện cái podcast này á, nó cũng giúp mình cải thiện cái kỹ năng nói của mình nhiều hơn, cái khả năng truyền tải thông tin bằng định dạng âm thanh này nó sẽ tốt hơn. Thì cái đó là một cái bắt buộc với bản thân mình thôi. Thì cái đó là những cái thứ mà mình học được rất nhiều từ cái podcast này. Thực ra các bạn có thể thấy được cái sự thay đổi rõ ràng nhất nếu mà các bạn bật những cái tập đầu tiên của cái series DeFi Discussion đúng rồi, đúng rồi. Số đầu tiên mình vẫn nhớ mà, rất là bọn mình đặt cái tiêu đề là chuyện gì mà xôn xao thế. Mình vẫn nhớ là cái video đấy mình là người trực tiếp edit luôn, mình là người thu, mình là người edit, sau rồi mình cắt. Cái bây giờ mình đang nhìn vào cái project của cái video đó luôn đây. Thì mình cắt nó nát bét ra, nó tức là cứ khoảng độ 10 giây thì mình phải cắt một tiếng ở của Nguyên, 10 giây mình lại phải cắt một tiếng ở của bản thân mình. Nó lúc đó feedback chảy một trang giấy luôn. Thì cuối cùng là sửa đến những cái số lần đây thì gần như không cần phải làm gì nhiều cả. Nó là một cái sự tích lũy, và nó cũng giống cơ bản với cái việc mình invest hoặc là mình build một cái gì đó, đúng không? Thì nó cần một cái khoảng thời gian để mình tích lũy, không những là về cái nội dung mà còn là về cái cách mình truyền tải nữa. Thì nó được xây đắp hàng ngày, thì hàng tuần. Và thì đó là lý giải tại sao mà bọn mình luôn có cái động lực để mỗi tuần là một cái tập mới về một cái thị trường mà gần như là cực kỳ ngắt luôn, cực kỳ là kén người nghe. Thì rất là vui. Nhắc đến chuyện kén người nghe thì cái mặt trái của những cái đó là gì? Tức là mình sẽ không nói là cái mất đâu, tại vì mình luôn nghĩ đây là kiểu một cái sự tích lũy của mình hàng ngày thôi, sẽ không có gì mất cả. Nhưng mà đâu là những cái khó khăn nhất trên cái hành trình mà bước vào những cái thứ gần như là, tức là những thứ rất là mới, gần như không ai chỉ bảo, không ai cầm tay mình dạy cho mình những cái gì hết, và mình educate chính mình và mình cũng educate chính khán giả của mình luôn. Thì đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà mình gặp phải? Khó khăn thì cái dạng nội dung này nó chưa được phổ biến á. Thì cũng may là cái đợt bọn mình bắt đầu làm thì mọi người thì không rõ, nhưng mà cái xu hướng nghe podcast thì tự nhiên nó lại nở rộ vào thời gian đó. Lý do cụ thể thì mình không biết,
Nhưng mà tự nhiên may sao thì mọi người bắt đầu quan tâm đến, có hình dung về cái khái niệm podcast. Thì đó là cái khó khăn ở thời điểm ban đầu, nhưng mà nó phần nào nó được kiểu như là nó được giảm thiểu bớt. Còn những cái ví dụ như những cái khó khăn như kiểu là làm cái mạng này nó hơi niche á, thì ban đầu á, thì khá là kén người nghe đúng không? Đâu đó thì mọi người thì nghe xong mọi người sẽ khá là khó để thu thập cái thông tin, tại vì đây là một cái định dạng truyền tải nó khác, nó ở dưới dạng âm thanh. Nó không có đồ thị rõ ràng, nó không có một cái bảng biểu cụ thể nào đó, và mình phải có một cái cách truyền tải làm sao để như kiểu là người ta ngồi nói chuyện với mình vậy, và người ta đồng hành cùng mình trong cái cuộc trò chuyện đó, mà người ta vẫn hình dung được là mình đang nói về cái vấn đề gì của DeFi kiểu thế. Thì thì nó niche như vậy thôi, nhưng mà thực ra thì trong cái kỷ nguyên của internet này thì mọi thứ nó đều được đơn giản hóa hết, nó được leverage hết, nó được hỗ trợ rất là tốt. Thì dù bạn có làm ở trong cái mạng nó niche cỡ nào thì mình tin là nó vẫn sẽ có những cái cơ hội. Nó vẫn sẽ có những cơ hội. Thực ra thì lúc đầu, trong những cái số đầu tiên mà bọn mình làm cái này á, chính bản thân mình cũng cảm thấy khá là khó tin khi mà cái định dạng này lại được nhiều người đón nhận. Thực ra có một cái kênh mình rất là thích từ ngày xưa rồi, nó là cái kênh mà Whitebar Crypto á, tức là cái bạn đấy bạn sẽ giải thích những cái khái niệm về DeFi. Tức là từ lúc đầu á, ạt LP á, mình đó là một khái niệm cực kỳ cơ bản của DeFi luôn, nhưng mình đọc mình không hiểu được. Đến lúc mình coi cái video hướng dẫn mà, tức là ông sẽ vẽ cho một cái bảng trắng về những cái mô tả về DeFi các thứ, thì đến lúc mình coi cái đó mình mới thấy à, cái khái niệm này hóa ra nó là như vậy. Thì đến lúc đó mình thậm chí bản thân mình còn chưa tin là một cái thứ phức tạp như DeFi lại có thể đưa lên định dạng âm thanh và có nhiều người nghe. Thực ra thì bảo là nhiều thì cũng hơi quá đáng, tại vì cũng thực ra cũng chưa là gì cả so với lại những cái định dạng khác, nhưng mà bọn mình vẫn tin là nói như đen vâu thì có hàng nghìn người nghe, thì bọn mình cũng hy vọng là có hàng nghìn anh em ngoài kia thì vẫn có thể có được những cái gọi là những cái giá trị từ những chia sẻ của bọn mình. Nhưng mà thực ra thì bọn mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ email, từ nhắn tin, từ tag trên group cộng đồng, cho đến gửi tin nhắn vào fanpage, thì mọi người hỏi là muốn làm content creator trong cái lĩnh vực tài chính nói chung và crypto nói riêng á, thì cần phải có những cái gì. Tất nhiên là content creator nó sẽ khác với researcher rồi đúng không? Nhưng mà Nguyên là một người làm cả hai, thì mình có thể gọi là chia sẻ cho các bạn một chút về những cái kỹ năng cần thiết, hoặc là những cái mindset đi. Mình sẽ gọi là những cái mindset cần có để mà bước chân vào cái lĩnh vực này. Thực ra thì nó sẽ có một cái sự trùng lắp gì đó. Bạn muốn có được những cái content hay á, thì bản thân bạn phải là một cái người research thường xuyên, và bạn cập nhật về cái thị trường này nó liên tục, thì nó sẽ đâu đó có những cái sự trùng lắp như vậy, và nó cần yêu cầu là cả hai nó bổ trợ cho nhau như vậy. Tuy nhiên đó là nó vẫn sẽ có những cái sự khác biệt. Ví dụ như researcher thì cần cái sự gọi là kiểu như fact, tức là mọi người sẽ nhìn vào cái fact nhiều hơn, đúng không? Researcher là làm sao để tạo ra được những cái insight nó sát với thực tế nhất. Còn content á, thì nó lại đi ở cái thế cực khác, tức là cái đầu của cái người làm content thì sẽ phải kiểu như là drama mọi thứ lên, đúng không? Kiểu như là cái này nó sẽ là một cái vision, kiểu rồi nó sẽ là tương lai, rồi web 3 các thứ, rồi kiểu như kiểu như cách mạng công nghệ rồi các thứ. Thì hai cái thế cực nó khá là khác nhau á. Nếu mà bạn làm content hoặc là bạn làm research thì nó vẫn sẽ có những đâu đó cái cách để bạn balance lại mọi thứ. Cá nhân mình thì mình vẫn thiên về cái khía cạnh là ban ngày thì mình vẫn làm research, là mình vẫn nốt lại những cái thứ mà mình đã đọc được. Còn đến một buổi nào đó trong tuần thì mình sẽ ngồi mình discuss với Phong, với những vị khách mời ở trong cái podcast này, thì đâu đó nó sẽ giúp mình balance lại ở cái khía cạnh là content. Mình sẽ không bị khô quá trong cái việc là làm research, đúng không? Thì cơ bản bạn làm research không thì nó cũng sẽ khá là boring, bạn rất là dễ chán, tại vì bạn phải đọc một cái khối lượng white paper hoặc là bạn đọc một cái khối lượng tweet nó rất là lớn hàng ngày, thì nó có thể làm mình kiểu như mình dễ chán giữa đường á.
Thế mình là một mình thực ra phải thú nhận mình là một người như vậy. Mình không có nhiều kiên nhẫn để ngồi đọc, tức là những cái report mà hàng trăm trang hoặc là những cái thread mà nói dồn rất nhiều khái niệm mới vào mình chịu. Mình kiểu như cái đó mình có giới hạn thấp hơn những đồng nghiệp trong công ty của mình rất là nhiều, nên mình ít follow những cái kiểu đấy hơn bình thường nhá. Có một cái vấn đề gì mình cứ toàn tóm, mình đọc xong rồi mình tự tóm tắt lại, xong rồi mình đưa cho mọi người cùng xem là mình tóm tắt cái đó đúng chưa. Thì đó là một cái cách, tức là mình vẫn cảm thấy rất là may vì có được một cái môi trường mà có mọi người cùng cố gắng cùng với nhau, cố gắng làm chung một cái mảng. Nó là một cái thứ gì đó nó balance bản thân. Cái podcast này thì mình với Phong là mình cảm thấy có một cái sự gì đó nó rất là balance á, tại vì Phong là một cái người mà giúp cái content nó được nó kiểu như là nó easy với nhiều người, nó dễ tiếp cận với mọi người hơn. Còn mình thì do mình là mình bản thân, do cái thời gian thời lượng mình dành cho việc research nó cũng khá nhiều á, nên là đôi khi có một vài thứ mình nói nhưng mà mình tưởng là ai cũng có thể hiểu được kiểu thế. Nhưng mà thực ra thì nó sẽ rất là, khi mà mình đôi khi mình ngồi mình nghe lại thì qua wow, thực sự là nó khá khó với những người mới. Thì cái này là rất là may là có Phong. Phong kiểu như là host rất là mượt mà, đúng không? Làm sao để cho nó dễ tiếp cận được với cả những người nghe đã tham gia show vào DeFi, mà nó phải sát với cái những người mới, những người khá lạ với những cái khái niệm DeFi. Nhưng mà thực ra thì mình với Nguyên có khá là nhiều bất đồng chứ không phải lúc nào cũng agree với nhau all the time, tức là không phải lúc nào cũng có thể kiểu đồng ý với nhau. Đặc biệt là cái vấn đề mà lúc đầu mình raise ra ở đầu cái podcast này là mình thì tức là không phải lúc đầu bọn mình làm đến số 30 đúng không, thì lúc đấy không có một ai ngồi tính xem là cái số 30 bọn mình sẽ mời được một vị khách mời nào và nó cái ngày nó lên sóng là rơi vào đúng cái ngày cuối cùng của năm. Thế ra lúc đấy mình không, nhưng mà mình nghĩ là biết đâu đây là một dấu hiệu ở một cái cánh cửa mới mở ra, một cái gì đó mới, thì có lẽ là chúng ta nên làm season 2. Mình đang bảo là ở đây là một season 2 để có thể nào mà có một cái áp lực nào đó để đổi mới bản thân, nhưng mà Nguyên thì lại bảo không. Thì chắc là lúc đấy người nói rất là hay về cái cách mà mình làm tốt hơn, tốt gọi là cặm cụi làm tốt hơn một xí mỗi ngày thôi. Chắc là nhờ người có thể chia sẻ lại cho mọi người cùng nghe xem là cái góc nhìn của chính tác giả của cái series này thì nó như thế nào. Thực ra thì không quá quan tâm đến cái việc là mình không quá quan tâm đến việc là hôm nay nó là tập mấy. Thực ra thú thật là như vậy, thì mình cứ cố mình làm đến khi nào mà mình không còn không còn muốn làm nữa thì thôi. Bản thân mình thì nó không thích cái sự đứt quãng á, và bản thân những người nghe khi mà họ nghe cái mình nghĩ thôi nha, từ góc nhìn thôi nha, mình nghĩ là người nghe thì họ cũng sẽ có những cái thói quen hàng ngày, hàng tuần, mỗi thứ hai hoặc là một ngày nào đó bất kỳ trong tuần thì họ sẽ có cái thói quen là bật podcast lên nghe. Thì việc mà có một cái sự đứt quãng hoặc là một cái kiểu giai đoạn chuyển tiếp giữa season 1 sang season 2 thì maybe thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thói quen của họ. Thì mình nghĩ như vậy. Thì với vai trò là một người mà hay nghe podcast hàng tuần đó, thì mình thấy như vậy thì nó hơi kiểu hơi chính xác là Nguyên dùng từ là thiếu tôn trọng người nghe. Đúng rồi, thì cảm giác nó hơi thiếu tôn trọng người nghe, đúng nghĩa là như vậy. Có những hôm á thì bọn mình đã kiểu như là tính là ok mình nên lên cái tập podcast này vào một cái ngày nào đó nó nhiều traffic hơn nó nhiều traffic hơn, nhưng mà thực sự ra thì bọn mình vẫn stick với cái lịch lên là vào mỗi tối thứ hai hàng tuần á. Mình nghĩ cái đó là cái sự tôn trọng với nhiều người nghe, tại vì họ đón chờ cái podcast của mình, và mình không thể vì cái graphic hay là cái gì đó để mình thay đổi cái sự đón chờ đó của họ. Thì vậy là chiếc cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc cúp quý giá nhất, đúng không? Đúng rồi. Thì rất là cảm ơn nhiều anh em cũng có hỏi cho là hôm nay thì có podcast hay không, thì cái đó là cái động lực rất là lớn cho bọn mình. Nó là một cái thói quen thôi, và giống như việc là mình nghiên cứu nhiều về DeFi á, thì đến một ngày nào đó mình chỉ cần bỏ nó ra khoảng nửa ngày thôi là mình cảm thấy nó hơi thiếu rồi. Thì
đó là lý do tại sao mà mình không muốn tạo ra cái sự đứt quãng cho cái tập podcast này. Bọn mình sẽ cố gắng làm nó sẽ tốt hơn. Tập tiếp theo sẽ tốt hơn tập hôm nay một ít phần trăm thôi cũng được. Hoặc là tập thực ra cái một ít phần trăm nó hoàn toàn có thể thấy được đấy. Nhưng mình nói đó, các bạn có thể mở lên những cái podcast đầu tiên đó, đến bây giờ nha. Tại vì nếu mà không vì lý do tình cảm đó, thì chắc là mình ẩn những cái video đó rồi. Trời ơi, nhìn hình thức nó rất là gớm luôn. Chất lượng thu thì cũng trồi sụt. Ít nhất thì mình đã ship cái sản phẩm nó ra đúng không? Thì trông nó có gớm hay chăng nữa thì mình sẽ vẫn có thể cải thiện được. À, nhưng mà còn một cái nữa mà bọn mình hay nói với nhau khi mà làm á, đây vẫn là cái mindset của cả team thôi, đó là hoàn thành thì tốt hơn hoàn thiện. Tức là lúc đầu á, bọn mình làm với nhau á thì chỉ cần là ra được một cái sản phẩm mà nó nhìn được thôi, tức là nó nhìn không bị gớm quá thôi, thì mình thì bảo là không bị gớm, còn Nguyên thì sẽ bảo đó là MVP, tức là minimum viable product, nó là một con sản phẩm tối thiểu mà có thể chấp nhận sử dụng được thôi. Thì bọn mình sẽ bắt đầu ra được cái đó đã. Có những người cầu toàn, có những người rất là cầu toàn, người ta muốn là phải đẹp, phải chỉnh chu, phải 10 trên 10 ngay từ cái phút giây đầu tiên nó xuất hiện. Nhưng mà bọn mình thì không, bọn mình thì vẫn sẽ muốn là nó ra được cái hình hài đã. Xong rồi thì sẽ cải thiện dần dần. Thì đây là những cái thứ mình đang cải thiện dần dần đây. Thực ra thì trong những cái thảo luận về dự án thì mình cũng nhắc đâu đó về cái vấn đề này rồi. Thì một cái sản phẩm nó có một cái product thì nó vẫn sẽ tốt hơn là một cái sản phẩm mà nó siêu quá nhiều về cái tầm nhìn đúng không? Thì có một cái product mọi người thực sự sử dụng, mọi người trải nghiệm nó, mọi người biết nó tốt chỗ nào, chưa tốt chỗ nào, cải thiện chỗ nào thì nó vẫn sẽ tốt hơn. Thì tốt hơn cho bản thân của dự án lẫn tốt hơn cho cái người đầu tư nữa. Thì đó là những cái lý giải tại sao mà bọn mình làm những cái tập mà nó ban đầu thì nó chưa, chất lượng nó rất là tệ, nhưng mà bọn mình cố gắng, bọn mình cải thiện nó hàng tuần thôi. Sẽ có những cái cải thiện nữa trong tương lai. Thì bọn mình cũng có thu thập rất nhiều cái feedback của mọi người rồi. Thì cũng đang suy nghĩ để tinh chỉnh làm sao cho nó hợp lý nhất. Thực ra cái hành trình mà bắt đầu với Con Giám TV nói riêng và Device Discussion nói chung là một cái hành trình mà gọi là mình cũng trưởng thành. Thật ra những ngày đầu tiên mình làm á, mình nhớ được từng người comment trong cái phần bình luận của video luôn. Tại vì trên Spotify với Google Podcast thì không xem được tương tác của mọi người. Đó là một cái điểm trừ nha. Đó là lý do mình không thích hai cái nền tảng này lắm. Mình còn thích YouTube hơn. Đó là tại vì YouTube có được tương tác hai chiều. Mình đọc từng bình luận một. Mình rất là cảm ơn những bình luận của mọi người. Thế là có những cái bình luận mà mình phải cáp màn hình lại, xong rồi mình bảo với Nguyên là: "Ê Nguyên ơi, vô rap chứ cái này người ta hỏi khó quá." Nó khá là technical. Đó thì bọn mình vẫn đọc từng bình luận của mọi người. Mọi người chê bọn mình cũng ghi nhận. Mình rất là cảm ơn những cái lời chê của mọi người, cũng rất là cảm ơn những lời động viên của mọi người trong suốt cái thời gian qua. Rất là cảm ơn mọi người. Rồi thì bọn mình sẽ come back vào tuần sau. Những cái topic nó vẫn sẽ lại là những cái topic liên quan đến DeFi, những cái topic liên quan đến đầu tư, đâu đó là về các cái sản phẩm mới. Thì bọn mình sẽ trở lại vào tuần sau và chất lượng sẽ tốt hơn, cải thiện hơn so với tuần này. Và không, tuần này chất lượng cũng được mà, tuần này chất lượng cũng ngon mà. Thực ra thì tất cả những cái feedback, những cái cải thiện hoặc là những cái yêu cầu về khách mời của các bạn về cái chương trình DeFi Discussion này thì bọn mình đều ghi nhận. Và mình rất mong là có thể nhận được những cái ý kiến đóng góp và xây dựng của các bạn trong thời gian sắp tới, cũng như là trong tất cả những cái sản phẩm mà mình đã từng làm. Có lẽ một cái khởi đầu năm mới như thế này thì nó đã khá là ok rồi. Rồi. Ok. Vậy mình sẽ để Nguyên gửi lời chào đến mọi người ha. Ok. Cảm ơn em đã nghe bọn mình gọi là gì nhỉ? Gọi là tâm sự về những cái thứ mà bọn mình đã làm, đang làm và sẽ làm trong thời gian sắp tới. Thì cảm ơn em rất nhiều đã ủng hộ bọn mình. Ok, vậy thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những số DeFi Discussion lần sau. Bye bye.